ớt của nhà bác Phù phơi thắng mua. À, bảo bà đong cho 20 chảy, bà nói dịch tiếng ấy. Đấy, ớt khô các bạn, ớt trên này ớt vùng cao khắc nghiệt lắm. À, ngon lắm. Đây nữa này. Đấy, bên này đó, vợ bác Phù phơi cho thẳng. Chỗ này chắc được khoảng 20 chảy, thơm lắm. Thắng không ăn được cay, nhưng mà nói thật các bạn, nếu bác nào nha mà ăn ớt ấy, thích cái loại ăn ớt ấy, mà giã cái này, mà ớt này là ớt ớt phơi một nắng mà, à xin lỗi, ớt phơi nắng mà, khi mà nó được nắng này mà giã ra xong bát nước chấm xong bắt vào chanh vào với cả lá chanh tuyệt vời. Bảo bà lấy cho 20 chảy. Ừ, ớt khô bên này nữa, hai mẹt đây. Đó. Ngon không? Khô hết rồi nhá. Lợn của nhà con bác Phù. Con nào? Con này như lợn rừng ấy nhỉ? Đấy. Đâu con nào? Con đen kia? Con đỏ. Con đỏ này gì? Một con đỏ này với con nào nữa? Hai con này gì? Ờ, ok. Nhất trí thôi. Hôm nào bắt được? Hôm nào cũng được đi. Đấy, các bạn nhìn thấy thắng lại bắt tiếp hai con này nhé. Đấy, các bạn nhìn lợn này, quay lợn. Tại vì các bạn biết rằng khi cái chế độ mà lúc nó giết mổ thịt thì không được quay. Nên các bạn thông cảm nên là thắng chỉ quay cái hình ảnh những cái con lợn như này thôi. Đấy, hôm nào bắt những thứ thì các bác biết rồi. Qua đang bắt cái con khâu mèng như nhìn khủng khiếp luôn. Tạ hai. Con mẹ này giống con thật thăm hay thăm hai thăm một này để lại đẻ à. Đấy, con mẹ lồng lên mõm này dài như cái kim, con đen đen ở dưới này cũng khiếp nhỉ. Kia đó là đến tiết bán khoai rồi. À, thế còn con kia? Kia đến tiết thịt. Con kia đen như là tiết thịt gì? Để hai con đỏ đây nhá. Ừ. Thế còn đàn bên kia? Đàn bên kia còn bé lắm. Đàn bên này mấy con? Đàn kia 10 con kia. Con mẹ đây à? Con mẹ đây này đấy. Mẹ đâu? Con này. À, thế đàn mấy con to này là đàn anh à? Nhảy sang bên kia này, người bắt sang mà. À, nó nhảy sang thôi gì? Ừ, rồi ok. Con mẹ nuôi mấy năm rồi? Đó là 7 năm rồi. 7 năm rồi à? Ừ. À, con mẹ 7 năm rồi. Đổi thông. Hôm nay thắng lên là để đưa nốt cái số tiền của cô Võ Thành Công cho em điếc. Em mới nhận được cái số tiền là từ hôm con em bị ốm đi ra bệnh viện tỉnh. Cô Võ Thành Công có cho tiền là 1 triệu. Thắng này mang vào nốt. Các bác xem qua video của thắng thì cũng thấy thắng bắn cái số tiền này lên. May, đây là con chó mẹ. Con chó này đã bị chết hụt một lần. Hôm đấy chính điếc bảo là sẽ cái gì nhỉ, cho vào nhà mới. Thế là anh hai, anh ấy cứu, là không phải mổ nữa. Đấy, giờ nó đẻ ra con trắng này. Bọn nó đang thấy thắng lạ. Đấy. Lâu lắm rồi không lên. Mấy nhà này thì được trâu và bò. Đây, nhà Trật này, nhà điếc này.
Đấy, khung cảnh đẹp không? Chắc vẫn chưa biết thắng lên. Nên trùng lợn nhà Trần đây. Nhà không biết đến tiền dưới kia. Đấy, bây giờ đẹp không? Sạch sẽ. Củi này rất chịu khó. Nên mấy nhà này lấy cái củi nhiều này là phải chịu khó lắm ý. Củi về đun này. Đầy hết cả. Cho mùa rét chuẩn bị tới. Xem con lợn. Hai con. Dịch đợt vừa rồi chết hết. Con lợn mẹ hình như cũng chết. À, mỗi mình nhà điếc ở nhà đó. À rồi. Không phải bắt tay nữa, đang Covid. Ừ. À, xin chào. Đấy, tên là gì nhỉ? Hôm nọ bảo tên quên tên rồi nhỉ? Thảo Văn Phúc ạ. Cái gì? Thảo Văn Phúc. Thảo Văn Phúc à? Vâng ạ. Nó Thả. Ừ. Xin nhá. Được một tuổi chưa? Chưa. 9 tháng. 9 tháng rồi nhỉ? Vâng. Nhanh nhỉ? Ừ. Bữa hôm nào đi đẻ. 9 tháng rồi. Sùng không biết đếm tiền đâu. Sùng chơi. Chơi đâu à? Chơi ở trong mua. À. Nhà anh mua á? Vâng. À. À, xin chào. Châu có chửa chưa? Chắc là con bò kia nó có rồi. Con bò thì có rồi. Còn con châu chưa? Con châu nó chưa. À. Thế tốt rồi. Nó Thà. Mấy đứa đi đâu hết rồi? Mấy đứa nó đi chân trong. Xin nhá, cháu xin bắt nhá. Thì có xin gì? Này ai lấy củi về này? Hai vợ chồng em lấy về. Hai vợ chồng lấy về à? Đi bao nhiêu ngày được củi như này? Hai ngày thôi mà. Hai ngày á? À? Hai ngày được bao ngày? À, xong chở xe máy về à? Không, chặt ở trên này thì về thôi mà. Đang định đi đâu ấy? Đang đi xem con trâu. Đi đi, đi đi, anh khác ở đây mới điếc. Ờ, điếc và đeo khẩu trang ghê. Ba nhà? Ba nhà. Ờ. À. Bò tí nữa đuổi về à? Này, vợ Sùng, lấy kẹo cho mấy đứa ở nhà này. Đây đấy. Nhà còn mấy đứa nhỉ? Hai thằng nữa nhỉ? Ba đứa. Ba đứa? Vâng. Nhưng mà ở đứa này là ấy, phải không? Vâng. À. Xin nhá. Nó Thà. Một tí ăn về chơi nhỉ? Ờ. À. Còn con Ngan nào không? Có hai con ạ. À. Hai con nhưng mà nó không đẻ ra được nữa à? Không ạ. À. Sao? Không sao. Hay ăn hết trứng rồi à? Không có trứng. Nó không đẻ á? Vâng ạ. Ngăn được cái ngăn cái? Một con mẹ, một con con thôi. Một con mẹ với một con con. Vâng. À. Đây là nhà điếc. Đây à? Wow, bắn cái đẹp rồi. Nhà điếc lúc nào cũng có vẻ là sạch sẽ nhất. Ừ. Mà khách vào nhà xong rồi đi đâu? Lấy nước à? Ấm chén cho đâu hết rồi. Ừ. Mời anh Thắng uống nước rồi rót vào bát. Cầm phích lên pha chè, tưởng là trong phích là nước, hóa ra là cầm phích lên là có rượu. Rượu để trong phích à? Rượu à? Tiếc.
Tráng bát. À, Thắng đưa tiền lại cho nhà em Điếc nhé. Đấy, à, số tiền là của cô Hoàng Kim Cúc, à xin lỗi, là của cô Võ Thành Công. Cô Võ Thành Công. Đấy. Cô có tên ở biển ấy kìa. Cho Điếc 1 triệu. À, em xin cô Võ Thành Công. À, và em cảm ơn anh Thắng. À, vẫn nhớ đấy. Đó là cô Võ Thành Công này là Thắng đã nhắn tin cho qua cái điện thoại cho Điếc rồi. Điếc vẫn nhớ là Điếc nhận. Gà em thì chết hết rồi. Gà chết hết rồi. Vâng, gà thì chúng mình cũng bị dịch chết hết. Và em rất cảm ơn và em rất cảm ơn cô Võ Thành Công và anh Giáo mà gia đình em thì cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị giúp đỡ vợ trong gia đình em thì. Gia đình em thì cũng gia đình em thì cũng chẳng có gì nên thì em rất cảm ơn. Cất tiền đi. Thắng đã đưa lại 1 triệu cho em Điếc đấy, của cô Võ Thành Công. À, nhà thằng này là nếu các bác nào nếu tinh ý thì đi với nhà nhiều nhà trong bản ấy, nhà này có phích và đun nước, là có nước nóng, nhiều nhà là không có nước nóng đâu, lại còn phải đun, đấy, hoặc là nhà sẽ sử dụng uống nước lã là biết ngay. Nước. Ờ. Đây. Đau tai à? Em để em mua kháng sinh với lại là em được em đi vào xóa thì đi vào xóa được cấp vào thuốc để vào cấp vào thuốc này cho em đi vào xá cấp thuốc cho em thì giống như là em mua được oxy giả với lại cái nước muối đỏ với lại quê bong về thì em đâu quá rồi em khắc nhỏ oxy giả vào quê bong kia xong lại rửa qua xong lại thả nước gói vào xong lại em lấy quê bong kia khác thì cho một người để có thể bao cái nước gói ra cho nó luôn gói thông mà bây giờ thì đỡ rồi. Ta đã uống cả thuốc này nữa. Em này được uống được 3-4 ngày gần tuần ở nhà. Thế à? Uống 3-4 ngày gần tuần. Được có cái ông mà có cái ông gì ông Mai ở đâu nhỉ? Ở Lâm Đồng thì ông ấy có cái ở cho trong cái máy điện thoại của em để có cái trong Zalo cái có cái ảnh trong Zalo nghe ông ấy để cứ điện video cho em với là ông bảo là cháu đừng đi viện thì ông trước đây thì ông đã chữa được cách bé nó đỡ nhiều thì đi viện thì mất nhiều tiền lắm cháu à, thì cháu cứ mua cái oxy giả với lại một cái nước muối đỏ kia thì đau quá để cháu cũng nhỏ oxy vào cái que bong kia thì dựa trong lỗ tai với lại thả nước muối vào
thì cứ cứ để nó cứ rửa qua đi để nó lau sạch đi, xong để em thì em cũng chẳng có tiền thì em cũng lấy làm theo ý của ông ấy, mà chúng ta của em đã đỡ rồi. Ông ấy tên là gì? Ông ấy tên là gì? Ông ý tên là gì? Ông ấy tên gì? Ờ. Ông ấy là tên là ông Mai. Ông Mai lớn đồng mà ông trước này để ông mới làm. Ông ấy bảo là trước này thì ông ấy là làm gì nhỉ? À, ông ấy được ốm thì phải nghỉ hưu. Thế là uống cái thuốc này, cho uống thuốc này. Kháng sinh liều cao đấy. Phải không? Thuốc thì anh không biết thuốc gì. Mỗi lần cái này 2 viên thì cái này 1 viên. Thì mỗi ngày 2 lần, sáng 1 tối 1. Thế sao vẫn còn không uống hết đi? Thì em muốn gần hết rồi, đánh đỡ rồi. Thì đi vào xá cấp thuốc cho rồi thế nhá, tiền đưa rồi nhá, anh đi về đây. Em cảm ơn cô võ thành cố. Rồi đấy, điếc rồi đã được nhận tiền ai nó tha. Đi đâu về? Hả? Đi đâu về? Con đi đâu về? Đi Trân Châu về bác. Trân Châu về à? Xin bác chưa? Xin bác. Đi Trân Châu về. Rồi. Nè. Mẹ ngay ăn rồi giờ cho tiếp. Nó tha? Sợ à? Đưa cho. Đấy là tên là gì? Em đây là Hiền. Hiền. Vâng. Đây là Hiền, đây là Hà Linh với lại Lan thì phải Lan với lại Hiền thì ngày nào cũng đi chân trâu và chân bò. Thì này nó đã biết đi chân trâu rồi á? Con đi chăn trâu rồi. Dính cái hạt này. Mấy tuổi rồi? Em thì cũng chưa biết được anh ạ. Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi ạ? Ừ. À, con này sinh năm 2014. À 2014. 2014 năm ấy 7 tuổi. Vâng. 7 tuổi. Vâng, 6 7 tuổi. Mình phải kéo khẩu trang ra để nó nghe cái khẩu hình của mình thì nó mới biết được là mình nói cái gì. Mình biết là nó phải nhìn vào khẩu hình. À, em thì được 4 đứa thì có một đứa cả năm 2011 thì đây là năm 2014. Hà Linh đây là năm 2017. Vâng. Thì con Út, con Tuấn của em đến năm 2020, 2019. Con này là Tuấn. Ai, con bố Trần. Xuống đây, nó tha. Thằng Trần đi đâu rồi? À, Trần đi đâu rồi? Đến kìa. Trần đây. Con và Trần thì cũng ông đoán mò thôi. Với cả 4 đứa. Với cả 4 đứa thì Trần nó 3 đứa trai thì nhiều trai quá. Thì gia đình em thì có một trai là tốt rồi. Bố đi đâu? Con. Bố Trần đi đâu rồi?
Đi làm à? Xin bác ơi. Thằng này bị suy dinh dưỡng đây. Ba đứa trai. Đây. Bác cho nữa. Cái tên là gì? Con này là Vinh, con này là Minh. À, Vinh. Đứa. À. Có một đứa tên là Thắng. À, Thắng. À, có một đứa nữa là có đứa gái của Trần kia là tên là Vân. À, Vân. No đi, no thai. Cả bốn đứa à. Thắng Minh Vinh à. À, Thắng Minh Vinh. À. Kinh nhờ, Thắng Minh Vinh. Đây là Lan Hà Linh. Vâng, ba đứa. Đây là Lan này. Hà Linh này. Đứa có đứa cả đi chăn chó cho về. Ừ. Ba đứa thì đặt tên thì là Lan Hiền Linh Tuấn. Lan Hiền Linh Tuấn. Nói. Nó không biết bóc à? Bóc cho nó. Bóc hộ nó. Nó thằng ở lúc cho nó một khói chú hả? Ờ. Chân nó bẩn này. Con bố Trần. Con này thằng viêm tai giữa hết thật. Bố mẹ thì không dựa mà. Bố mẹ thì cũng không biết con này, con cũng nghịch quá anh ạ. Bố mẹ thì cũng chưa dựa qua. Bây giờ con của em mà đi viện đi hai chuyến viện về. Cả hai đứa này đi hai chuyến viện về, em thì đi viện thì cũng chẳng có tiền, em chợ cần đi mà em được ông ngoài đấy bảo em thì em cắt đi mua thuốc về chữa nhớ, chữa không khỏe cho xuống viện. Thì em cũng đành vậy làm theo nhớ ông đấy. Vâng. Thế là khỏi. Vâng. Thì em đi viện về, các bác sĩ bảo là về nhà thì phải dựa thường xuyên. Và dựa thường xuyên lau lấy quét bao cái lau qua thường xuyên cho các con. Thì em bảo em về em sẽ cố gắng được nghe được các cô chú và anh chị đấy dạy dỗ cho em. Và em mua quê băng về em các từ lao của em và bao của các con và thế nó mới khỏi. Đây là thằng con Trần này, bảo nó rửa đi bẩn quá. Ở trên đây thì đứa út này còn bị suy dinh dưỡng, đợt trước còn có một bác mua sữa cho đấy. Trên này thì con cái nó nghịch quá, bây giờ thiếu đất này, đất bây giờ trời mưa thì cũng đi nhắm cái bệnh này về nhắm vào nhà đấy, nhiều bệnh hết mà. Phải dạy dỗ cho các con mà không như ở dưới thành phố được. Dưới thành phố thì chỉ có cái sân bê tông này, còn có một cái đất ngoài như thế này để nhắm được. Bây giờ trên này thì chỉ còn nó điều bệnh thì nó phải thì còn nó điều bệnh thì nó phải. Thế bây giờ là chuồng trâu với cả chuồng bò là nhốt đây con bò chửa rồi đúng không? Nó biết che chắn này cho trâu bò đỡ rét đây, che chăn che nhà điếc này khôn phết. Che cái này đúng rồi, che cái này cho nó đỡ lạnh. Gió như thế này nếu không thì rét quá. Vâng, gió vào thì rét quá, phải rào như thế này cho nó đỡ, phải
cho trâu nó đỡ phải đỡ hơn. Nếu mà cần thiết đốt cả lửa đây lên, cho đốt lửa cho nó ấm. Đấy. Thì đây là để cửa đây nha. Nếu mà em còn sọc cả bạt bên này nữa, cả bên này nữa không thì dày rào vại như thế này không để cho nó ủ cho nó rách hết. Đúng rồi, rào thế cho nó đỡ chuẩn đấy. Cái dứa này nó không có quả à? Thế này. Dưa bị ít thì mù quá. Thế là chuồng lợn bây giờ là không còn gì nữa, còn mỗi đống cát ở trong chuồng lợn như này. Thế là lợn đã chết hết sạch, rất là tiếc. Đại dịch vừa rồi là dịch lợn nhiều quá, không thể nào đỡ được. Thôi, thằng Trần nó không có nhà, thằng Sùng không biết đến tiền, không ở nhà. Mỗi vợ Sùng không xuống nữa. Xe này còn chạy được không? Là xe thì cũng tạm đi được thôi. Vâng, cũng tạm đi được mà. Nói thật chung thì em bị không nghĩ được mai mà em đi được con xe phải đưa đón các con nó đi học với lại đi được ra bên nội bên kia để mua cái muối với lại không thì rất mai mà em đi được xe, nếu không thì gia đình em khổ lắm. Chúng vợ em thì cũng chả biết đi xe mà. Chúng vợ em thì cũng chả biết đi xe mà cũng chả làm được gì. Thì chung cuộc sống của em thì mãi mà em đi được xe. Thôi, mù chê đây. Xin cảm ơn anh đã. Ông đi đâu đây? Chơi đá. Chán ông bị sao kia? Chán. Chán bị sao kia? Ông bị sao? Mà. Rượu nhiều quá. Không có mà. Rượu nhiều quá à? Rượu nhiều quá đấy. Thần côn đấy à? ông thì lúc nào ông cũng rượu nhiều quá xong lại ngã thì nó bị vào đây. Thế là ngã đây à? Bị ngã mà rượu nhiều quá rồi đi thì nó bị ngã. Uống mấy chai? Uống mấy chai một ngày? Một lít á? Một lít. Không có rượu buồn nôn à? À không. Có buồn nôn không ạ? Không có rượu có buồn nôn không? Không. Không có rượu là không có ăn cơm mà. Không muốn ăn cơm á? Mệt à? Không mệt đâu. Tay có run không? Không run mà. Không có run á? Nhưng mà bây giờ đã uống chưa? Uống đấy, có rượu uống, không có thuế. Có thì không có rượu không ăn được cơm mà. Có phải có nó. Ông có ăn kẹo không? Kẹo không ăn, không có dạ. Không có dạ. Không dạ. Không rượu đâu. Nó tha. À đây. Tuấn à, con. Tuấn đẹp trai. Con bố điếc. Đẻ với được ba đứa con gái làm thằng Tuấn con trai. Đẹp trai đi. Đẹp trai không ạ? Đúng rồi. Trần nó đi đâu nhỉ? Ông biết không nhỉ? Đi nhà quả. Nhà quả đâu? Cơ dưới quả đấy. À, chắc là nó đi khênh đá rồi. Khênh đá rồi. À, khênh đá. Nó khênh đá về cho cái lò sấy thịt rồi. Đúng rồi. À. Nên là nó không biết. Con chó này lại chửa này. Đấy. Sắp đẻ đấy. Vợ Sùng ấy đi đâu? Bảo Sùng về nhà. Thế nó hôm nay nó đi làm cái gì mà nó không xuống hộ anh ở dưới nhà quả? Hôm qua là báo không gọi đi đâu. Sùng không biết ấy. Hôm qua Sùng đi lấy tiền cho khổ ấy. Như nào? Hôm qua lấy tiền cho giả cho khổ ấy. Hôm qua là báo không gọi à? Vâng ạ. Sùng không biết à? Sùng không biết ạ. Nhưng không mà gọi điện ấy. Không gọi điện được á? Vâng. Không có số điện thoại chưa? Có rồi. Nhưng mà nó không gọi được à? Báo không gửi. Thế Sùng đi đâu? Sùng đi. Đưa tiền cho ai? Đưa tiền cho bà người trong bếp. Tiền gì?
tiền. Lúc nào lúc trước là đón con đi bệnh viện đi vay về là đi cho con bệnh viện. À, lúc trước đi viện là vay bà ngoại. Vâng. Bây giờ là có tiền đi giả. Vâng. Thế làm cái gì ra được tiền đấy? Đi làm sùng đi làm nhựa thông ạ. À, đi làm nhựa thông rồi. Vâng. Có tiền rồi. Vâng. Không ở nhà chơi nữa đâu gì? Không ạ. À, ở nhà chơi là không có ăn nữa. À, đúng rồi. Bây giờ là phải đi làm chứ. Nhà dép đâu không đi vào, toàn đi chân đất này. Dép ở nhà. Đi dép sợ nó mòn à? Hả? Sợ hỏng à? Không phải ạ. Hay là dép rách thì lại phải mua dép mới, mà chân rách thì là nó lại mọc da lên được. Thôi đi gọi Sùng đi. Thôi, về đây ông nhá. Vâng. Ông ở đây thằng Điếc nó có rượu không? Thằng Điếc nó có rượu cho ông uống không? Có mà phải cấp tiền. Dạ? Phải cấp tiền, không cấp tiền không được rượu uống đâu. Thằng Điếc nó không cho ông tiền à? Đâu. Ai? Thằng Điếc ấy. Không cho, à, không có rượu à? Thằng Điếc không có. Ờ, phải cấp tiền mà mình khác, nhà khác. Hỏi thử hỏi nó xem nó có rượu không? Không có. Hỏi xem nào. Có thì uống thôi, có được trong ngày uống mà. Không có. Có thì phải ấy, cả ngày. Không có tiền, nó không có đâu mà, nó thiếu nó không có đâu. Yeah. Thiếu nó không có. Thằng Điếc nó phải gọi là bác à? Ba đấy. Bác à? Ba. Nhiều tuổi hơn bố nó nhỉ? Ừ, sắp đến 70 rồi. Ông á? Ừ. Sắp 70 rồi à? 70 rồi. 68 chứ? 68 rồi. 68 rồi. 68, thế bố ông Báo? Bố Báo là 60 rồi. 62 rồi. 62 à? 62, nó từ nhỏ 6 tuổi mà. Nhỏ hơn bác 6 tuổi à? Nhỏ hơn 6 tuổi. À, thế bố Báo là em? Đúng rồi. Bác là cả? Ờ, cả đấy. Thế à? Ừ. Thế còn ông nào nữa? Hết rồi. Hết rồi. Mỗi còn đó đi trước rồi. Còn đi trước hết rồi? Đi trước rồi. Còn à. Con gì không còn có anh em đâu. À. Mấy chó ấy mà nó đi hết rồi. Thế là sáng nào bác cũng uống à? Ông uống à? Sáng nào ông cũng uống à? Ngày đó. Ngày nào uống rượu à? Uống có thể uống không có thôi, lúc nào già về cũng có rượu thuốc trả ra gì đâu. Trả ra gì đâu. Có ngày nhà phải có, ngày phải có một chai xanh. Ngày có một chai xanh? À, một chai xanh là có. Chai xanh bao tiền à? 15.000. 15.000. Một lít là 20 nữa. Thế thì rượu xấu rồi. Rượu của cháu có, Thắng. Có rượu không ăn cơ đâu mà. À, rượu của cháu Thắng mua 30.000 với 35.000 một lít cơ mà. Nó cái khá dầu khá đấy. Ừ. Dầu khá dầu sáng thì 20 thôi. À. Thôi cháu đi đây. À, thế à? Ừ. À đây, vợ Trần về rồi đây. Vợ Trần đi làm về rồi à? À, xin chào. Châu chưa đuổi về à? Ừ, năm nay thấy nhà cửa sạch sẽ rồi. Trước các bác xem video nào đầu tiên, mấy video gà rất là nuôi trước cửa bé bét hết. Sao nguồn nước bé này không khơi to về hết, khô sắp cạn rồi à? À, sắp khô rồi. À, này đủ dùng ăn thôi, không cho vào téc kia kìa, téc đây rồi à? À. Này nó tha. Ra đây bác cho. Xin bác chưa? Xin bác Thắng. Con xin bác Thắng. Đâu Sùng đâu chưa về à? Ừ. Để đứa thằng Trần, để đứa con này còi quá, cho nó ăn thịt vào đi. Rồi ôi, 3 tuổi rồi, đến nơi rồi. Trước là 24 tháng à. Dê, tên là Phúc nhờ. Ừ. Này cho cái kẹo nữa. Đẹp trai. Đẹp trai nhờ. Đẹp trai giống ông nội nhờ. Mày đừng có uống rượu giống ông nội nhá. Đẹp trai. Ông nội tên là gì nhờ? Ông. Hả? Quỷ.
Quẩy à? Quẩy. À. Ừ, không uống rượu đâu. À. Bọn có nó. Không có thôi. Đấy, thằng Sùng nó có uống rượu đâu. Trong chỗ cũ rồi. Đấy. Sùng con của ông này nó có uống chén rượu hả đâu? Không uống. Con trai của con. Con trai của ông này à? Bà là không uống rượu ấy này mà. Sợ quá ấy này mà. Ông bảo là có rượu uống là biết đi làm chứ. Con trai của ông nhá. Thằng Sùng bảo thế á. Vâng. Bảo là không uống rượu giống ông cái gì. Vâng. Ờ. Nhỉ, kháo khỉnh thế nhỉ. Thế bảo là uống rượu còn biết đi làm à? Vâng. Không uống rượu là không biết đi làm à? Không uống rượu đấy. Rượu không biết đi làm. Thế hôm nay ông có làm cái gì không? Ừ, có ngày mà chả làm gì đâu. Công việc đủ kệ làm thôi. Người già nhà không lắm mà. Ờ, người già nhà không thôi. Thế đó ông nhậu tuổi quá rồi. Nhiều tuổi quá rồi. Tuổi con đừng nghỉ rồi. Đừng nghỉ. Mình không biết làm rồi. Không biết làm. Đừng nghỉ giờ nó mới làm. À, trâu che bạt này là chuẩn rồi đấy. Không để như năm ngoái. Đâu xem con trâu kia nào. Trâu kia lớn nào. À, không biết đến tiền đâu. Nó đi đâu về đây. Đi nhà anh về. Đi nhà anh mua. Mua chơi à? Vâng. Nhà anh mua làm gì? Không làm cái gì đâu, nó đi chơi thôi. Thế à? Vâng. Đúng chơi à? Vâng. Có nào chữa chưa? Con... Chắc là chưa. Con này to rồi nhỉ? Vâng. Nhanh lớn đấy nhỉ? Vâng. Béo nhỉ? Nhà vâng. Nuôi đủ nó mới béo. Con này của bác anh ba cho béo nhỉ? Vâng. Dù con nhà điếc còn béo hơn nữa phải không? Béo hơn không? À, xin chào. Đi đâu về này? Thế quả không bảo ấy à? Ai nó ra? Quả là báo bảo. Nhưng mà nó đưa em Sung nó đi nhà ông ngoại rồi. À, vừa nãy đưa cho mẹ rồi. Kẹo cho mẹ nữa rồi. Ký về mẹ cho. Này, cho thằng bé cái nữa. Tên là gì? Ăn tàu. Thành à? À đây 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 cho đây mẹ bác cho cẩn thận kìa con dao kìa dẫm vào chân kìa mẹ kìa xin nhá con nó tha thế bé mà đây áo len ra bác cho có vẻ giận dỗi không được cho nãy rồi cho nó ăn thịt vào hôm nay chẩn nó mang thịt về cho rồi đấy vâng. Hôm nay cho 3 cân thịt nhá vâng à. Thế thì xin nhá à, cho rồi chẩn vâng. Trần nó cầm về đó. Ừ. Thằng Sùng không đi, không đi, không được thịt. Thằng Báo được 3 cân, thằng Trần được 3 cân, thằng Điếc được 3 cân, thằng Sự được 3 cân rồi. Bọn nó đi làm mới được chứ. Vâng. Có công mới được làm được ăn chứ. Mới được nó cay chứ. Nó cay khùng làm sao mà được. Có công nó được ăn. Vâng. Thôi mù chê đi. À. Về đây. Anh Thắng về đây. Vâng. Vào nhà đó. Thôi về thôi. Thế thì chào anh nhá. Ừ. Về đi ông. Ông quẩy. Vâng. Ông quẩy. Rồi, thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Hôm nay Thắng lên... đưa tiền xong cái tiền cho nhà em Điếc đấy, đã xong rồi nó đi về cũng quậy đấy tan 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 ông quậy hôm nay không có rượu nên là đi rất là nhanh đấy mọi hôm thì đi với cái dáng vẻ nghiêng nghiêng đấy hôm nay đi rất là dáng đứng bến tre vâng vâng